Như đã hứa, thầy tiếp tục giải nhiều cái nick hơn nữa để các em có thể gặp nhiều câu khó hơn, lạ hơn để rút kinh nghiệm cho những vòng thi sau. Ta giải Vlumbic của khối lớp 7 vòng 4. Nick này là thầy để dành thi tới thi lui ha, để cố gắng gặp những câu hỏi khó. Tử 3 mũ 4 què rồi, vậy A phải bằng 2 mũ 4, tức là 16. Rồi, giá trị tuyệt đối không bao giờ ra âm được đâu các em. Ít, không tồn tại đâu, tập hợp rỗng thôi. Cái này hơi phức tạp ha. Các em cứ tính cái đám bên này bằng máy tính đi. Vậy nó cỡ 4,41 á. 4,41. Bên này là 4,41 nè. Còn bên kia trừ 9/5 rồi cộng cho 1/2, bình phương lên nó cỡ 1,69 kìa. Số nguyên nào nằm trong vùng 4,4 cho tới 1,6, đó là số 2, 3, 4 ha. Em tính bình thường thôi, rồi nghịch đảo lại. 3/4 trừ 2/3 bình lên, nghịch đảo lại, nó sẽ ra 144, tức là 12 mũ 2 đó em. Đây nè, cái bài này lạ, khó. Rồi các em để ý, x trừ 2 tất cả bình đó thì luôn luôn lớn hơn hoặc tồi nhất bằng 0. Như vậy cái này á là nó thấp nhất là bằng 0, còn ra là lớn hơn 0, ngoài ra là lớn hơn 0. Như vậy khi đem nó cộng cho 1 thì thấp nhất là bằng 1, ngoài ra sẽ lớn hơn 1. Người ta gọi là giá trị nhỏ nhất của cái này là bằng 1 nè ha. Rồi giờ các em nghịch đảo lại. Một cái anh mà luôn luôn lớn hơn 1, mà 1 là lớn hơn 0 nữa. Hai số dương, số này lớn hơn số kia, thì khi nghịch đảo lại nó sẽ nhỏ hơn các em. Số này lớn hơn số kia thì khi nghịch đảo lại nó sẽ nhỏ hơn. Đó, một nghịch đảo lại cũng là một thôi. Như vậy là trước khi nghịch đảo thì nó lớn hơn một, còn sau khi nghịch đảo thì nó nhỏ hơn 1/1. Rồi bây giờ cái bên này nhỏ hơn một, nhỏ hơn bằng một á, thì thầy nhân cho 2 thì nó vẫn nhỏ hơn thôi à. Phe bên trái nhỏ hơn phe bên phải thì lấy bên trái nhân cho 2 thì vẫn nhỏ hơn bên phải nhân 2 thôi. Đó. Rồi bên này nhỏ hơn bên này thì khi nhân với âm 1 nó lại lớn hơn kìa. Nghe kỹ thường lời thầy giảng nè. Bên này bên trái nhỏ hơn bên phải thì khi nhân với âm 1 thành số âm đó, thì nó lại lớn hơn. Vậy tóm lại, sau một chập suy luận thì các em thấy cái này nè, nó lớn hơn bằng trừ 2, lớn hơn hoặc bằng trừ 2,
có nghĩa là trừ 2 là giá trị bét nhất của nó. Nhưng mà người ta không có hỏi là giá trị thấp nhất, bét nhất, nhỏ nhất bằng bao nhiêu, mà người ta hỏi là ít bằng bao nhiêu để đạt được cái thấp nhất đó. Thì lúc đó cái này phải bằng 0 các em nhé. Thì muốn cái này thấp nhất thì ở phía trên này là phải thấp nhất này, thì nó mới dẫn tới những cái đoạn tiếp theo này, đúng không? Mà trên này muốn thấp nhất thì ít phải bằng 2 thôi. Vậy ta chọn 2 nha. Bài nó khó, các em tua tới tua lui, các em coi đi. Tìm min, tìm max, hay là tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất, là cái nội dung hay gặp trong thi viên bích. Vì nick này thầy thi lại để gặp câu khó, cho nên đây là lần thi thứ 2 các em nhé. Rồi, cái này ta dùng một tờ nháp để lưu kết quả. Số dương x bình lên bằng 16, đó chính là số 4. Giá trị nhỏ nhất của cái này bằng -1. Nick trước thầy có giảng rồi, cái này thay vô thôi. Và bằng bao nhiêu? -95 nha. Số nguyên âm nhỏ nhất có hai chữ số chia hết cho 5 chính là -95 luôn. Cái này ở hai nít trước mình gặp nhiều quá rồi. Rồi 3 cộng 12/5. Em coi thử bằng nhiêu. Nó bằng 27/5 các em. 27/5 thì nó không thể bằng cái này rồi, đúng không? Thì em tính cái dưới này nữa coi. 6 mũ 4 cộng 3 nhân 6 mũ 3. Các em có thể dùng tính chất phân phối để lấy 3 mũ 4 ra dùng chung nha. Nhưng mà ở đây số mũ nó nhỏ thôi, tao bấm luôn cho rồi. 27/5 các em, hai này bằng nhau nè. Rồi cái bài, cái này là giá trị nhỏ nhất của nó sẽ bằng 4. Nít trước là thầy giảng rồi, các em trở lại nít trước mà coi. Cái này sẽ đi với cái này. Rồi số nguyên, cái này ở nít trước thầy cũng có hướng dẫn kỹ rồi. Cái này đi với cái này, và dĩ nhiên hai cái này đi với nhau. Dạ. Rồi cảm ơn chị nha. Thầy có khách xíu ha, thông cảm các em nhé. Rồi chúng ta qua vòng số 3. Cái này nó có 1, 2, 4, 5, 10, 20. 1, 2, 4, 5, 10, 20. Số ước của 20 đó mà. 1 nè, 2 nè, 4 nè, 5 nè, 10 nè, 20 nè. 6 ước nha. Còn sai thôi, các em tự sửa đi, mấy câu này dễ quá. Cái này ra 3/5. Gặp nhiều rồi. Giải hết luôn. Vẽ hình đi. X phẩy, Y phẩy, O 40 độ, X O Y. Tỷ số giữa X phẩy, O Y phẩy là 40 phần 140 là bằng 2/7. 2/7. Các tuyến C cắt hai hình tận AB thì sẽ tạo ra số cặp góc đơn vị là 4. Cái này các em về nít trước các em coi nha. Nít trước thầy giảng kỹ lắm. Nếu thầy nhớ không lầm là số 26 ha. Đúng luôn. Cái này ở nít trước thầy có giảng rồi, giảng rất là kỹ luôn ha. À,
nhưng mà thầy không nhớ đáp án. Cái em trở lại cái nick đó, cái video đó cái em coi nha. Hình như là bắt đầu từ 1 phần 2 mũ 10, 13 là nó nhỏ hơn, 13, 14 cho tới 20 là có 8. Đúng rồi. Cái này nít trước thầy giảng rất kỹ. Các em trở lại nít trước coi, thầy giảng cực kỳ kỹ luôn. Hình như ít bằng 1 nếu thầy nhớ không lầm. Một, hình như nếu nhớ không lầm. Thôi các em trở lại coi, thầy nhớ hên xui thôi. Giờ mất thời gian quá. Ồ, may quá trí nhớ thầy vẫn còn tốt. Rồi cái này một bên, ồ, hai bên đều lẻ hết các em. Giờ thầy có thể hướng dẫn các em làm bằng máy tính, lâu lâu làm máy tính cho nó đọc nè. So sánh hai này đã. À, các em làm phép trừ. Giả sử các em lấy 5 mũ 27 đi. Các em đem trừ đại cho 3 mũ 41. Nó ra bao nhiêu không quan tâm, nhưng mà có dấu âm lần trước, tức là ra số âm. 5 mũ 27 trừ 3 mũ 41 mà ra âm, có nghĩa là số bị trừ nhỏ hơn. Vậy là 5 mũ 27 nhỏ hơn, tức là 3 mũ 41 lớn hơn đó. Rồi 3 mũ 41 lớn hơn thì khi nghịch đảo lại nó lại bé hơn. Cái này các em biết rồi ha. 3 mũ 41 lớn hơn thì nghịch đảo lại nó lại bé hơn. Mà giờ gắn dấu trừ vô thì nó lại lớn hơn. Số dương này nhỏ hơn số dương kia thì gắn dấu trừ vô nó lại lớn hơn. Đó, cái chiêu này là dùng máy tính đó các em. Lớn hơn nha. Còn các em cũng có thể dùng công thức lũy thừa, các em biến đổi ha. Lâu lâu thì hướng dẫn máy tính bỏ túi một xíu. Cũng đừng có lạm dụng các em nhé. Rồi, cái bài này tìm số nguyên để cái này đạt giá trị nhỏ nhất. Rồi. Các em phải thuộc cái bất đẳng thức này đã. Giá trị đối của A cộng cho giá trị đối của B thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng giá trị đối của A cộng B. Dấu bằng. Dấu bằng sẽ xảy ra khi nào? Dấu bằng khi A nhân B không âm cái. Khi A nhân B là lớn hơn bằng 0. Đó. Như vậy áp dụng vô đây. Áp dụng vô đây. Cái bài này D nè. D nó sẽ bằng giá trị tuyệt đối của X cộng cho 1,5 rồi cộng cho giá trị đối của 2 trừ X thì nó sẽ lớn hơn hoặc bằng. Lớn hơn bằng x cộng 1,5 được cộng cho 2 trừ đi x, tức là nó bằng 3,5. Giá trị thấp nhất gọi là min, min của D là bằng 3,5. Và xảy ra dấu bằng khi A nhân B. Xảy ra khi A nhân B lớn hơn bằng 0. Tức là hai này nhân nhau nè là tạo thành số lớn hơn hoặc bằng, lớn hơn bằng 0. Rồi các em về cái nick trước ha. Các em coi thầy giải
giải cái công thức mà hai số nhân nhau là ra dương hay ra âm, chia hai trường hợp á. Thì sau khi giải xong các em sẽ thu được kết quả là trừ 1,5 là nhỏ hơn hoặc bằng x, và x nhỏ hơn bằng 2. Từ đây các em suy ra là x sẽ bằng 2 cũng được nè, 1 cũng được nè, 0 cũng được nè, trừ 1 cũng được nè. Đó. Các em ngẫm nghĩ đi, thầy cho các em thời gian ngẫm nghĩ đó. Hiểu chưa? Chỉ hơi khó hiểu chỗ này thôi nè. Cái này là một công thức em thuộc luôn đi. Giá trị tuyệt đối của A cộng giá trị tuyệt đối của B thì luôn luôn lớn bằng giá trị tuyệt đối của tổng A và B. Và muốn xảy ra dấu bằng thì A nhân B phải là lớn hơn bằng 0. Phải thuộc đi các em. Ở khả năng của các em thì thầy giảng vậy thôi ha. Hay là thầy sẽ dự định làm một cái chuyên đề về giá trị tuyệt đối lớp 7, thầy sẽ đưa lên kênh sau. Như vậy đây nó có 4 giá trị các em nhé. Trừ 1, 0, 1, 2. Rồi. Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì tạo ra số cặp góc không trung đỉnh bằng nhau. Tám cặp kìa. Các em lấy ra các em đếm thôi. Tám cặp nha. Vẽ hình ra đếm thôi. Rồi cái này bài trước thầy giảng rồi. Cái nick trước thầy giảng rồi. Các em về coi. Dở video clip đó ra coi. Hiệu hai góc trong cùng phía của hàng thẳng song song là bằng 22. Còn tổng của chúng thì chắc chắn là 180 rồi. Vậy là tìm hai số biết tổng và hiệu. Các em lấy 180 cộng cho 22 được bao nhiêu chia đôi? 108 cộng 22 được bao nhiêu chia đôi? Là ra 101. Số đo góc lớn 101. Rồi có bao nhiêu số nguyên tố nhỉ? 2 3 5 7 11 13 17 7 số. Em đếm lại không biết thầy có đếm sai không. Rồi. Một bên mũ lẻ, một bên mũ chẵn thì bên mũ lẻ thua chắc rồi, số âm, bên mũ chẵn ra số dương. Số x thỏa mãn cái này. Ở nick trước thầy có giải rồi, các em trở lại bây giờ thầy không nhớ nổi đáp án rồi. Hình như là 1,9. 1,9 mà đổi thành phân số tối giản là 19/10 các em. Rồi như vậy thầy đã giải toàn thể các cái ô ha. Rồi hẹn gặp lại các em ở cái vòng thi tiếp theo nha. Các em nhớ lan tỏa rộng rãi cái kênh của thầy để thầy tiếp tục làm nhiều clip hay hơn nữa ha. Tạm biệt các em.